Dương vật chảy mù có phải bị mắc bệnh lậu không? Thưa các bạn, sau khi quan hệ tình dục không an toàn 1 ngày trở lên đến 1 tuần, tự nhiên bạn thấy mù trắng, vàng, xanh chảy ra từ đường tiểu, kèm theo đi tiểu rát buốt, thì khả năng cao bạn đã bị mắc bệnh lậu. Đây chính là thủ phạm chính gây ra những triệu chứng ở trên. Bệnh lậu mủ là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hàng đầu trên thế giới do vi khuẩn gram-âm Neisseria gonorrhoeae gây ra. Bệnh lậu có thể lan truyền từ người này qua người khác thông qua đường miệng, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Người mẹ mắc bệnh trong khi mang thai có thể lây truyền qua con. Bệnh không lây truyền nếu chỉ đơn thuần sử dụng chung phòng tắm hoặc phòng vệ sinh mà không tiếp xúc với bệnh phẩm. Triệu chứng bệnh lậu. Triệu chứng bệnh lậu ở nam giới. Đối với nam giới, triệu chứng bệnh lậu khác so với nữ giới, do đó nam giới cần chú ý tới những dấu hiệu sau để nhận biết bệnh nhằm sớm có biện pháp khắc phục. Nam giới bị tiểu bút, tiểu rắt, tiểu ra máu, tiểu ra mù có màu trắng đục hoặc vàng, có mùi hôi khó chịu, cảm giác bỏng rát khi đi tiểu. Đa số trường hợp ở nam giới sẽ thấy chất nhầy như nhựa chuối chảy ra ở niệu đạo vào sáng sớm lúc ngủ dậy và khi tiểu tiện. Đau dọc theo niệu đạo mỗi khi tiểu tiện. Ngứa ngáy ở niệu đạo, phần quy đầu, bao quy đầu, thân dương vật bị sưng tấy đỏ. Cảm giác ngứa ngáy và đau rát vùng bìu, vùng bẹn. Tinh hoàn cảm giác sưng đau, nổi hạch ở bẹn. Nam giới khi quan hệ tình dục, khi cương dương và khi xuất tinh đều có cảm giác đau, thậm chí xuất tinh ra máu. Thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, ớn lạnh, thậm chí sốt và buồn nôn. Cảm giác đau rát hậu môn khi đi vệ sinh nếu có quan hệ tình dục bằng đường hậu môn. Nếu quan hệ tình dục bằng miệng thì ở vùng miệng và họng của nam giới có biểu hiện sưng, đau, ngứa rát, họng mưng mủ. Biến chứng của bệnh lậu. Biến chứng tại chỗ ở nam: viêm mào tinh hoàn, viêm túi tinh, viêm tuyến tiền liệt, chít hẹp niệu đạo và áp xe quanh niệu đạo, viêm bàng quang. Biến chứng toàn thân: viêm đa khớp. Biểu hiện: đau khớp hoặc viêm gân bao hoạt dịch xảy ra ở các khớp gối, cổ tay, khớp cổ chân và khớp ngón tay, ngón chân. Viêm da, mụn mủ hoại tử đau trên nền da đỏ nhưng cũng có thể là rát, sẩn, mụn mủ đơn thuần, xuất huyết, bọng nước. Nhiễm trùng huyết, biểu hiện nhiễm trùng huyết do lậu đôi khi khó xác định về lâm sàng, xét nghiệm máu nuôi cấy tìm lậu cầu cũng khó khăn, tỷ lệ dương tính chỉ khoảng 20 đến 30%. Viêm màng não và viêm màng tim do lậu, tỷ lệ khoảng 1 đến 3%. Tuy nhiên, đây là biến chứng rất nặng, có thể gây tổn hại van tim, thường là van động mạch chủ, đe dọa tính mạng người bệnh. Viêm màng não hiếm gặp và không có biểu hiện điển hình. Chẩn đoán xác định: tiền sử quan hệ tình dục với người bị bệnh. Lâm sàng: xét nghiệm nhuộm gram thấy song cầu gram âm trong bạch cầu đa nhân trung tính, nuôi cấy PCR polymerase chain reaction với lậu cầu dương tính. Chẩn đoán phân biệt: cần chẩn đoán phân biệt với Chlamydia trachomatis, trùng roi âm đạo, nấm candida âm hộ, âm đạo, viêm niệu đạo sinh dục do Uriplasma, Mycoplasma. Nguyên tắc điều trị: điều trị đồng thời nhiễm Chlamydia, điều trị sớm, điều trị đúng phác đồ, điều trị cả bạn tình, tuân thủ chế độ điều trị, không quan hệ tình dục, không uống rượu bia và chất kích thích, không làm thủ thuật tiết niệu trong thời gian điều trị. Xét nghiệm huyết thanh giang mai và HIV trước và sau khi điều trị để phát hiện sàng lọc 2 bệnh này. Phác đồ điều trị: kháng sinh cefixime 400 mg uống liều duy nhất hoặc ceftriaxone 250 mg tiêm bắp liều duy nhất hoặc spectinomycin 2g tiêm bắp liều duy nhất. Phối hợp điều trị Chlamydia, lựa chọn đầu tiên azithromycin 1g uống liều duy nhất hoặc doxycycline 100 mg uống 2 lần trên ngày trong 7 ngày. Các lựa chọn khác: tetracycline 500 mg uống 4 lần trên ngày trong 7 ngày hoặc amoxicillin 500 mg uống 3 lần trên ngày trong 7 ngày hoặc erythromycin 500 mg uống 4 lần trên ngày trong 7 ngày. Chú ý: erythromycin nên uống sau ăn. Doxycycline, tetracycline không được dùng cho trẻ dưới 7 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Ofloxacin không được dùng cho trẻ dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Điều trị bằng thuốc đông y. Với nền y học cổ truyền hàng ngàn đời nay, chúng tôi có bài thuốc gia truyền điều trị bệnh lậu đạt hiệu quả rất cao. Liệu trình cụ thể như sau: bệnh nhân cấp tính, sử dụng từ 3 đến 6 ngày. Bệnh nhân mạn tính, sử dụng 9 ngày trở lên tùy thuộc vào tình trạng bệnh. Thuốc được bào chế thành viên hoàn, rất tiện lợi cho bệnh nhân sử dụng tại nhà. Đặc biệt, Chúng tôi cam kết điều trị khỏi cho bệnh nhân khi sử dụng thuốc. Ngoài ra, thuốc của chúng tôi còn điều trị được đồng thời cả chlamydia, các viêm nhiễm nam khoa, phụ khoa khác. Với bài thuốc quý này, nhà thuốc của chúng tôi đã điều trị khỏi cho hàng chục ngàn bệnh nhân trên cả nước và nước ngoài. Bệnh nhân cần tư vấn, điều trị vui lòng liên hệ với tôi theo số máy 0911 333 115. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe.